không sao đó, đó rồi. Rồi chưa, rồi chưa, ba ba nhìn thấy rồi. Nhung nhìn nha bạn, rồi em coi cho Nhung kiểm tra kìa. Nhung lại khảo sát lại đây, nhìn cái lỗ này được chưa, nhìn nè, nè. Chết đâu chưa, chỗ này là sao? Nè, được không Nhung? Được. Được, trời ơi, Diễm cũng nói được luôn rồi. Nước mắt lên, nó đẹp trai rồi đó. Nó đẹp trai phải không? Và nước tóc cho con, để cái đầu con trọc. Rồi ca vừa hất vừa ca đi, ca chế đi. Có hất cao lên luôn. Hất được không? Được chứ. Ơi, ca tài cũng được mà. Lại coi coi được không? Để coi coi. Cái gương nó gần. Nhưng nó gần. Chào, thấy thấy mẹ hất tóc được không? Được. Được không? Chắc hồi chọc lóc như cái anh ngồi trên cầu thang đó luôn quá. Kìa. Nhung nhung nhung, hết giống cái anh ngồi ở trên đó không? Đó 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 kìa, đó 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 đó, gì đó chịu không? Không chịu hả? Không chịu hất đầu giống anh đó phải không? Ừ, Nhung cũng ở luôn chút tắm mà không có đen mà. Đó. Ôi ôi, cái này hất tóc luôn, tóc lên đẹp trai chắc có vợ nhỏ à nghe. Con ơi hết rồi, đi kiếm một con nữa nha con. Nhung nhung nó cười. Đó. Thôi là đừng có hát trước, hát trước tôi biết mấy chủ luôn á. Không nhìn coi Nhung, nhìn coi bà chồng bớt được, hát được không? Em nhảy vô em hát giùm đi. Thôi chắc thành ba giá không luôn. Không có đâu. Nghe ơi, cầm cái lược luôn. Không có lược. Rồi Nhung đi kiếm cái nón đi. Nhung đi kiếm cái nón đi nha, hồi đang đội vô chứ. Rồi tôi hất tóc nó hoài gì. Vậy hả? Ừ. Vậy nào xưa giờ có phát qua gai hoài. Rồi tôi uống tóc luôn nữa. Uống tóc luôn. Đó, tôi cắt tóc tôi uống luôn nữa. Cái gì cũng biết chưa? Nhìn gai được chưa nghe? Được chưa? Để hồi là bà hất cái đầu vòng lưng chọc lóc rồi gánh chịu nha. Ừ. thích chồng đầu chọc chọc không? Không. Không hả? Sao vậy? Thích đầu gì? Thích chồng để đầu về giống ai? Giống nghệ sĩ Thiêu Hùng. Ừ, bữa nay chồng hất tóc lên đẹp trai à. Chịu chồng để đầu đinh không? Ăn ủi. Nghe đầu lên. Thôi kêu kêu ông xã tôi hất luôn nha chị. Hất luôn, hết luôn. Biết bữa nay chị có tay nghề hất tóc không? Tôi uống tóc luôn nữa. Luôn. Ừ. Cái gì tôi mà cũng được chứ. Hất tóc rồi biết cạo đầu không? Chơi luôn. Chơi luôn hả? Những rồi chúng hát luôn đó, có tăng đơn luôn kìa. À đúng rồi, lấy miếng dừa lên. À, rồi có miếng dừa không Nhung? Thì kiếm miếng dừa đặng cho bà chồng hết tóc cho chồng kìa. Ừ, lấy miếng dừa cho mau gần. Kìa, lấy đó, chờ đợi lên, đặng hết cho nó mau. Kìa, qua coi mẹ chồng hết kìa, đặng có học kinh nghiệm kìa. Ừ, đó. Coi học đi chứ đợi nữa rồi không có bài chậm nhà thì con lấy đụng hết. Con lấy cái dao á, con cạo á, con chọc lóc luôn. Thấy chưa? Cái lỗ tai nhỏ đó nghe. Ờ, tao biết mà. Đó. Chưa giờ có hết rồi gai hoài cho nó hả chị? Cho hất cái đầu anh hai tôi nữa. Vậy hả? Anh hai tôi chết rồi. Ờ, hất tôi chết luôn. Ông chết rồi, ông lớn tuổi lắm rồi. Người khó coi. Ô em đợi em rồi đó, hết chảy nè, đây hết chảy nè. Hết kêu nghi luôn à. Đó, quá trời luôn nè. Chút hết Nhung luôn đó nha. Được rồi đâu gỡ chưa mà. Hết tóc mà lúc này lại cầm lược, lúc dùng tay thợ mà, thợ tránh mà. Thợ này cũng mấy chục năm kinh nghiệm rồi đó à. Mà nghe. Ừ, trời. Không có tôi làm nha nhiều thế vậy chứ nhiều à. Nhiều à, đó, trời gạt gạt luôn kìa. Có cảm giác gì không? Để coi Nhung, để coi gần coi được. Thôi được không nghe, có lủng lỗ này gì chưa? Được rồi. Được rồi. Trời ơi, đó. Đó Nhung. Thấy đẹp trai chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Đó, Nhung thấy chồng đẹp trai. Chừng nào kêu được là bắn ngưng đó. Không kêu được là bà hết ngồi giống nè, nằm học bên kia luôn nha. Hết đầu đinh luôn rồi, hết sao kìa.
Ừ, trước để đó đi, chút nữa chắc đem ra thợ cho sửa luôn quá. Ừ. Nó vét cho cái máy ống nó đứng lên chứ. Trước rồi là thành đầu đinh luôn á. Sao để gì luôn. Rột rột cũng chạy. Người phụ nữ ra tài nha, biết quánh võ nè. Bắt ốc khoai rau lên không chứ múa là tôi lên đó. Biết nhảy múa luôn. Tôi đi mò ốc mò cá thì tôi làm láng đơn. Được chưa, nhìn coi. Chừng nào nói được là kêu mẹ chồng ngưng liền. Sao thấy được chưa? Nữa không? Đó, sao thối nhìn chồng không ra đi nha. Thiệt luôn á. Chồng chui mồm tưởng đâu nào tống cho con đạp đi à. Ôm vô luôn con, nó chung vô mình lấy cho mình ôm luôn. Rồi tối tắt đèn rồi nhìn ra thằng chồng không Nhung? Tắt đèn, cắm đèn tắt đèn cũng vậy hả con? Đẹp số gì cũng vậy thôi. Thấy không, miễn có thằng chồng mình được rồi hết con. Kìa, cái người chơi đầu đinh luôn. Vậy đó, cho nó gọn. Không, mà hết gì đúng rồi đó. Ừ, đúng không? Đúng rồi đó, hồi xưa giờ là chỉ hết nhiều người luôn, hết tới ông nào chết luôn đó. Anh hai đuôi. Anh hai đó. Rồi kìa, kìa con Nhung nói mỏ nó chu lên rồi kìa. Nó nhìn cái lỗ đi, nó chu mỏ luôn. Trong này có thấy đó. Vậy? Vậy? Vậy không? Đẹp không? Đi coi con. Được, được, được. Con Nhung nó để được. Sao cái sấy nó sâu thăm thẳng? Ừ, giống. Cục cục thôi, cái đó chỉ là đúng hơi hấp, thì phải là cục mát. Chắc cái này chơi đầu trụi luôn, lỡ là mát mát đi. Chưa rồi hả? Tỉa cho sạch sẽ luôn. Cái thợ hớt, thợ này hớt tóc cái kiểu mới nha. Đó giờ chưa thấy thợ hớt tóc kiểu này. Giống chơi chiếc lá vậy trời. Có chứ. Ờ cái đuôi đó để dành chơi gái đó. Chết không, để dành chơi gái luôn rồi. Trời ơi, cái đuôi đó con gái đi là nắm đuôi là kéo lại liền. Đó thầy Nhung ơi. Cái nghề hớt lên đẹp trai phải giữ thằng chồng rồi Nhung. Quấy dữ vậy. Ừ, vậy mà tôi lấy không sao đó, đó rồi. Rồi chưa, rồi chưa, ba ba, nhìn thấy rồi. Nhung nhìn nha ba, rồi em coi cho Nhung kiểm tra kìa. Nhung kêu lại khảo sát ra lại đây, nhìn cái lỗ này được chưa, nhìn nha, nè. Chết đâu chưa, chỗ này là sao? Nè, được không Nhung? Được. Được, trời ơi, Diễm cũng nói được luôn rồi. Nước mặt lên, em biết rồi. Nó đẹp trai rồi đó. Đẹp trai phải không? Cái đầu đẹp trai rồi qua. Lành luôn rồi. Ừ, thế. Hay gì đó giờ ta chờ giờ nhìn đầu có lỗ đây vậy nè sao cái thấy nó không thẳng coi là cái thấy nó vậy đó không có lỗ ấy xây vô nè. Ừ, có hết phạm luôn rồi cũng lỗ luôn kiểu vậy đó, kiểu như hả, cái kiểu mát vậy đó, cũng lỗ luôn. Nhìn tiếc, nhìn cái phong cách khác liền trời, đẹp trai liền. Ừ, cạo trên cạo dưới không? Cạo không? Cạo chân mày không? Cạo chân mày, cạo luôn. Nhung, lại coi Nhung. Kiểm tra coi, trời ơi. Dạ chồng coi, ôm quên con. Ôm coi quên, ôm. Phải không? Phải chồng mình không? Hả? À? Phải chồng nói con phải. Nhưng mà chồng hết cái đầu vậy được chưa? Được rồi. Được hả? Trời ơi, sao? Cạo hết tóc giống vậy không? Dài vô. Dài mà dễ. Dài chứ nó đẹp, dòm đây nè. Dựng cái dòm đây nè con. Đẹp. Chiếc coi, đẹp không? Là muốn hết trụi giống cái anh bên kia. Kia mát hơn, đầu đinh ủi nhiều hơn. Để còn sống tôi mượn tôi hớt cái đầu cháu ngoại tôi luôn. Ừ, hớt đi. Cô ơi. Đây, lo ra hớt hết đi. Đây hớt cái đầu con. Chồng đó ra hớt đi. Hớt đầu thằng nhỏ hả? Hớt hết đi. Đây con. Đây con, đây hớt đầu con nè. Cô. Mấy ngồi đây đây. Mấy ngồi đây coi mẹ chồng hớt mai mốt học rồi hớt. Đây con. Hớt tóc ông dưỡng ra. Đây. Cởi áo ra. Cởi áo ra. Hớt luôn. Đeo đi, đeo đi. Thôi cởi ra đi vậy nhưng. Ở đây. Ít mà. Đây nè, đây nè. Ngồi đây nè con. Ngồi đây nè, ngồi đây, ừ, đi, ngồi đây nè. Ngồi đi cao rồi vậy. Hết đầu chọc luôn đi kìa. Tiếc nó kêu hết đầu chọc luôn đi kìa. Cho con gáo luôn. Viết hết tóc luôn. Đúng ra này là tóc Nhung hết luôn đúng nè. Nhung hết nước cái đầu người ta mất à. Trời ơi, Nhung cái gì không biết chứ, mà chồng cái gì cũng biết chứ nè. Tiếc có gì nhìn mẹ kìa, đỡ mai mốt học ngày kìa. Đi coi. Nhìn mẹ hết kìa, Tiếc ơi. Tôi cũng muốn mua cái tắc đơ này để dành hết mấy đứa nhỏ tiếng này. Chút, nhỏ tiếng chút. Đúng rồi, ở đây.
Nhung nhìn chứ không vui gì, thấy cái đầu của con chồng giống không vui gì á. Bây giờ nó buồn hiu kìa, ngồi nó chổi càm kìa. Được không Nhung? Hết gì được chưa? Dùng cái gì nó cũng được hết chứ. Nhìn kỹ đi nha. Rồi mấy anh về đừng đổ thừa à. Vui vậy. Tôi lên trời xuống biển gì tôi làm được hết. Dùng cái nó vui vậy. Hết hoài gì? Thấy mẹ chồng giỏi không Nhung? Giỏi luôn. Rất là. Nhưng có bà mẹ chồng quá ok. Cái gì biết chân biết. Tóc Nhung là ai hớt vậy? Nhung, tóc cưng ai hớt vậy? Sợ hớt. Sợ hả? Bữa nào hớt cho nó luôn đi chị. Thì bữa nào đi. Sẵn bữa nay luôn đi. Thôi, tôi chiếc lá được mà. Thôi thôi, giấc này tối rồi. Đã tốn tiền lắm rồi, Nhung với Tiết mà. Tiết Nhung là hai chồng đã tốn tiền lắm rồi. Cái đường nó cầm cái cây nó cầm cái cây nữa kìa. Đừng quýnh nha Nhung, quýnh tao chạy không kịp. Nhung nó cầm cái cây nữa kìa. Đứng Nhung ơi, lại đây là Nhung ơi, nhìn bà chồng bắn tóc kìa, học hỏi kìa. Cái kiểu gì đó. Mai mốt người ta ta kiếm thợ hớt tóc là giới thiệu mẹ mẹ đi chồng Nhung đi, đi bọc luôn. Ba mấy con ra mở tiệm hớt tóc luôn. Ngày nào cũng chơi trơn. Nhung ơi, có tiền nuôi cháu ngoại rồi được rồi. Mở tiệm ba mấy con làm tóc. Hiểu không? Người hớt người cạo. Bên đây hớt sọc gần, bên kia cạo chọc luôn. Hớt đi mời ngoài cạo trời ấy rồi trời. Ra ngoài lấy rửa làm mời ngoài ấy cho con. Hớt rồi mai còn tóc nữa kìa. Đầu quá đẹp trai luôn rồi. Cho anh xuống con. Xe chạy vô, xe chạy vô. Ủa cái này vui quá ta, sớm này vui ha. Cái này đông nè. Cái này hết rồi, nó muốn vô tóc rồi ta. Là hết pin rồi nghe. Nó không vô tóc nè, nó không ăn nè. Hết pin rồi. Nó không ăn nè. Hết pin rồi. Hoàng nó không ăn luôn đó. Hết rồi. Đẹp rồi đó, ở ngoài người ta nói đẹp rồi kìa. Nó không ăn tóc nè, thấy không? Cái tội này tôi thấy nghi ngờ lắm rồi đó nghe. Không có, nó không ăn tóc. Ăn không? Không, nó không ăn nè. Tôi thấy thợ này nghi ngờ lắm rồi đó. Hết cuốn chiếc sao nó ăn? Con pin. Ăn quá ăn luôn. Hết pin. Hết pin này nè. Hết pin luôn. Hết hoài, nó giờ đè vô thấy con liếc mày không ăn. Không ăn sáng tao cho mày đi ăn luôn. Tao đứa đầu gai trồng dưa lên lên liếc rồi, qua đưa đây. Trời ơi trời. Ngay quay cái đầu quay cho nó ăn gai. Đưa vô hoài nó không dính luôn mà. Phải nãy giờ tôi hớt tiêu rồi. Sao lỗ nhiều dữ vậy? Hăng sáng đem ra ngoài hớt. Gà nhóc như vậy. Lỗ hàng quá, lỗ hàng rồi. Thì sao? Kêu kêu bà nội hả bà ngoại? Bà ngoại hả? Hả? Kêu bằng bà gì? Cái nữa. Nữa nữa rồi, nữa rồi. Tức quá không chịu dữ ha. Chịu ngồi quá nè. Tóc khỏi tốn tiền phái. Phái. Hớt độc độc luôn. Ổm cũng hớt độc nó không à, nào giờ hớt độc không à. Ờ. Nít mà cho nó mát. Giờ nó mát ha. Sao bà mãi hôm qua mãi hớt tóc im không? Im bà mãi hớt tóc im không? Im. Im luôn trời. Dạ rồi Nhung lại ngồi cho bà mẹ chồng hớt luôn kìa. Thôi cảm ơn. Nhanh lên. Cạo cái đầu chi lâm bo à. Không thấy đường đâu. Chắc này rồi. Cái ngứa không? Ngứa đâu không? Ngứa không? Đã ngứa không? Nhung ngồi cười hoài luôn kìa. Tái đầu sụp gần tái rồi. Nhung nó cũng ấy lắm đó. Hết pin rồi mấy ông ơi. Thiệt hết pin. Kéo đưa không vô. Hết pin luôn rồi. Hết pin. Hết pin. Sao con? Sao em sáng hết bà ngoại hết đầu đẹp không?
đẹp, đẹp, đẹp hả? Đẹp giống ai? Đầu giống ai? Đầu đẹp. Quay quay sau lưng lên coi. Quay sau lưng coi. Quay trời ơi. Nữa. Gì nữa hả? Tức quá, tức. Có pin nữa hả? Tức quá. Pin nữa. Có pin nữa rồi. Tức quá à. Rồi. Có yêu cầu sự không ăn luôn nè. Cho hỏi nè, đó giờ có học cắt tóc không? Vậy á? Làm cái gì cũng được chứ. Không không có học vẫn làm được phải không? Có học vẫn làm được luôn. Mà không có học phải không? Tôi không có học mà nhưng tôi hớt được. Hớt được á. Ừ, tôi uống tóc được, tôi cắt tóc được. Hớt chùa thì được á, nhớ hớt ăn tiền người ta, người ta không cho hả gì? Hớt người ta rồi là ta cho tặng cái nón liền. Mình tặng cái nón cho người ta. Tặng cái nón cho 50 ngàn đấy. Hết hết tiền rồi. Chà, không ăn, không ăn. Tức quá trời hoài không ăn. Rồi cảm ơn mọi người đi. Uống tiếp vô rốt luôn. Cảm ơn mọi người. Hai luôn hớt cái đầu nhiều. Cảm ơn mấy chú. Mấy bài mấy chú làm sao? Nhảy bản lâm xà coi, nhảy coi con. Nhảy bản đi, nhảy bản một chút lấy tiền đi mua ấy anh. 1, 2, 3 nữa rồi con. Chưa biết nhảy rồi. Rồi nhảy hay lắm. Nhảy cái cho chú coi à. Nhảy cái đi mình lấy tiền mình vô mua qua mua sữa. Sáng mua bánh mì chấm à. Nhảy cái đi cho tiền mình mua cái nón đội lên. Ê, nhảy con. Không hả, sao vậy? Sao rồi? Tóc đẹp hay gì? Ngoài đâu có làm gì con đâu. Đi nhảy đi, nhảy bản đi con. Nhảy bản đi bà nội ngoại chút mua sữa nha. Cái đầu nhỏ quá xấu rồi, nhỏ dặn luôn rồi. Có cái đầu sọc dưa, đâu cái ổ gà, ổ dồi gì đó. Cái này là cái sạc gần ở đâu đây mà bán đâu đây nè. Quá dữ. Vậy mà khen bà ngoại nó hết đẹp chứ. À ngoại hết đẹp không? Nhảy đi con, nhảy đi con. Nhung thấy cái đầu cháu đẹp không? Không. Cái gì cháu? Pin. Rồi lên thấy cái đầu thằng chồng đẹp không? Thấy đầu thằng Tiết sao? Đẹp. Trời ơi. Cũng Tiết thì đẹp, cũng nhỏ thì không đẹp. Ngộ vậy. Sao kỳ vậy? Sao người thương dễ ghét? Đưa vô không ăn luôn. Sao lại người thương dễ ghét? Kìa liếc à. Muối lên chút còn lại cho tiền nè. Cho tiền mua bánh ăn. Đi lên đánh thì lại cho 10 ngàn mua bánh ăn. Hát đi kìa. Muối đi, muối đi. Muối hay lắm. Muối hay lắm rồi. Muối giỏi lắm luôn. Buồn dữ vậy Nhung? Lên đi chút đó. Hay là thấy cái đầu thằng chồng vậy buồn? Không hả? Dòm đây nè, dòm đây nè. Thấy đầu thằng cháu sao? Cháu hơi đẹp. Cháu. Đầu cháu. À, đi tiệm hết đi. Rồi cái đầu con Tiết sao? Đẹp. Đừng là đầu con Tiết gì mà đẹp nha. Đầu Tiết đẹp. Xấu. Hết pin rồi quý vị ơi. Rồi sọc gần thiệt. Hết pin luôn rồi. Hôm nay bà vợ chồng Nhung là chỗ tài hết tóc hết luôn. Hết pin rồi, phải còn pin là hết cái đầu trọc lóc không? Tròn do luôn. Hết liền. Hết rồi, hết pin rồi. Không còn pin. Mời đem qua chợ hết. Rồi chào khán giả đi. Chào khán giả. Khán giả. Chào các bạn, có ngày vui hạnh phúc. Rồi chào Nhung nha. Chiều hai cái tóc này đẹp, cái tóc này Nhung mới chơi xấu. Cái tóc này hết pin rồi quý vị ơi. Hết pin rồi. Cái gì? Hết pin rồi. Hết pin rồi phải không? Rồi. Rồi, rồi chào hen. Chào một ngày hạnh phúc.